Chiều ngày 8 tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37. Hội nghị nhằm thông qua kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện hai nhóm nhiệm vụ lớn: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành nghị quyết năm 2024 đã đề ra, triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa quy hoạch chung của tỉnh, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy hoạch chuyên ngành, từ đó cụ thể hóa các dự án, các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên đã được xác định trong quy hoạch. Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch, thực hiện cái kế hoạch, thực hiện quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có các nhiệm vụ dự án trọng tâm đã được xác định ưu tiên. Thì đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan và các địa phương chúng ta căn cứ vào kế hoạch này để xác định các cái mục tiêu phát triển có thể triển khai ngay trong giai đoạn trước mắt cũng như trong giai đoạn lâu dài để phục vụ vào cho cái xây dựng văn kiện của đảng bộ các cấp trong cái thời gian sắp tới. Về nhiệm vụ xây dựng đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng quan tâm công tác phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tập trung các điều kiện chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.